Có chuyện rồi cô chú anh chị ơi. Có một tin rất là sốc trong buổi sáng ngày hôm nay mà ký sự TV phải cập nhật ngay trong clip này để chia sẻ về câu chuyện của em Vũ U20 lên trên mạng cầu xin cộng đồng mạng lỡ lại căn nhà bởi vì người cô mình đã cướp mất. Trong buổi sáng ngày hôm nay có một cái tin chấn động luôn cô chú anh chị, chấn động luôn ha. Đó là người cô này đã làm một cái đơn để mà kiện ngược lại em Vũ vì cái tội là tranh giành căn nhà một cách bất hợp pháp. Và có một điều lạ lùng là nghe nói là trong cái tờ đơn này có chữ ký của một người tên Vũ, không biết là có phải em Vũ hay không, hay là người cô này đang dùng một thủ đoạn mới để mà hại em Vũ cho cô chú anh vậy. Đây là một tin rất là sốc mình vừa nhận được luôn từ những cái YouTube ở dưới nhà của em Vũ họ đang tải lên. Có thể nói đây là một cái động thái cực kỳ mới luôn của người cô này. Cách đây 2 ngày thôi, người cô này còn nhắc điện thoại lên và gọi chú Ngọc để hẹn một cuộc hẹn. Nhưng có lẽ là chú Ngọc đã không đồng tình, không chấp nhận cuộc hẹn này, nên là người cô này đã có một nước cờ mới trong cái câu chuyện này. Đó là đã có một cái lá đơn và nhờ luật sư kiện ngược lại em Vũ. Và điều bất thường đó là trong cái lá đơn này lại có chữ ký của một người tên Vũ, không biết là có phải Vũ hay không. Đây là một nghi vấn nha cô chú anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích cũng như là tìm hiểu xem là tại sao người cô này lại có được cái chữ ký của em Vũ trong cái tờ này. Đây là một tình tiết mới nha cô chú anh chị. Và mình tin chắc rằng em Vũ và chú Ngọc cũng đang rất là lo lắng luôn về cái tình tiết mới này. Có thể là người cô này đã tìm được một cái điểm yếu hoặc là có một cái chứng cứ gì đó nên mới muốn kiện ngược lại em Vũ đó cô chú anh chị. Và mình thấy là bây giờ thì mình đặt ra một cái giả thuyết là phải chăng trong cái thời gian mà Vũ còn ở với bà cô này, người cô này đã có ý định là từ lâu rồi nên là đã tìm cách là dụ Vũ ký trong một tờ giấy nào đó hay không. Đây là cũng một cái giả thuyết đặt ra, rất là nhiều người cũng tin vào cái giả thuyết này. Có thể là người cô này đã lừa Vũ ký trong một tờ giấy gì đó, có thể là không quan trọng, rồi sau này dùng chữ ký đó đem đưa vào trong cái đơn kiện. Rất là nhiều người cảm thấy sốc về cái giả thuyết này. Có thể là người cô này cũng đã có định là muốn cướp căn nhà từ lâu rồi chứ không phải mới đây thôi đâu. Nên là mình tin rằng là với một người âm mưu thủ đoạn như người cô này thì cái việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta không ngoài trừ cái giả thuyết đó nha cô chú anh chị. Có thể nói là ngày hôm qua chú Ngọc có lên một video clip trên Anh Nghĩa Trọng, cũng có chia sẻ một cái điều cũng khá là giật mình. Đó là cái nơi ở mới của em Vũ chỉ có 3 người biết thôi. Em Vũ, chú Ngọc và anh Nghĩa Trọng. Và mà không biết lý do gì khi mà chuyển đến nơi ở mới thì em Vũ lại tiếp tục bị người lạ đến phòng gõ cửa trong đêm liên tục luôn. Và họ không lên tiếng nha, họ chỉ gõ cửa thôi. Và khiến cho em Vũ là lo sợ nơm nớp của chú anh vậy. Có phải chăng đây tiếp tục là một cái chiêu trò của người cô này muốn đưa ra để mà xua đuổi em Vũ cũng như là đánh mạnh vào cái tinh thần của em Vũ. Người cô này thì mình tin là không chừa một thủ đoạn đâu của chú anh vậy. Bởi vì người cô này đang có định là muốn cướp căn nhà trắng luôn, nên là phải tìm mọi cách để mà chơi em Vũ cũng như là muốn đẩy em Vũ ra khỏi cái câu chuyện này. Và chú Ngọc cũng khẳng định luôn là chú Ngọc sẽ tiếp tục đấu đến cùng chứ không có chuyện nhượng bộ. Bà cô này còn chơi một cái chiêu cực kỳ thâm hiểm luôn, đó là thuê những cái nick ảo vào để mà vào những video clip của anh Nghĩa Trọng và dùng những cái lý lẽ dẫn dắt dư luận. Họ cho rằng là chú Ngọc đến với em Vũ không phải ngẫu nhiên, cũng không phải tình thương gì cả, mà là có mục đích muốn vụ lợi trong căn nhà này nên mới giúp em Vũ như vậy. Và họ liên tục dùng những cái bình luận lên để mà họ chia rẽ dư luận cũng như dẫn dắt dư luận. Và chú Ngọc cũng đã nói trong clip ngày hôm qua rồi, mặc cho ai nói gì nói, chú Ngọc vẫn khẳng định sẽ luôn giúp em Vũ chứ không có ý định bỏ cuộc nha mọi người. Đây là một cái động thái quyết liệt và cần thiết của chú Ngọc trong cái thời điểm này để mà nén gân lại người cô. Bởi vì không thể nào để người cô liên tục có những cái hành xử như vậy được. Nhà thì giành sai rồi, rõ ràng rồi, không cãi được nữa, nhưng vẫn không chịu ra mặt, liên tục dùng những cái thủ đoạn này kia để mà phải làm bằng được cái cách là đàn áp tinh thần của em Vũ và chú Ngọc, khiến cho hai người nản chí và bỏ cuộc. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái hành động mà người cô này có một cái lá đơn kiện ngược lên em Vũ cũng là một cái bức cờ cao tay đó mọi người. Nó là một cái nước đi khiến cho em Vũ và chú Ngọc phải hoang mang và phân tán tư tưởng trong câu chuyện này. Đây là một cái động thái rất là kinh khủng luôn của người cô. Và mình tin rằng là khán giả sẽ rất là bức xúc luôn khi mà nghe được cái điều này. Và nếu ai có những ý kiến đóng góp, muốn đóng góp cho em Vũ, chúng ta cứ liên hệ về kênh ha, để mà chia sẻ lên, đóng góp tiếng nói lên để giúp cho em Vũ nha mọi người.
Bởi vì mình thấy là trong câu chuyện này em Vũ đang cũng khá là bị động. Mặc dù chú Ngọc cũng ngày đêm mà tâm huyết rồi, cũng liên tục gặp gỡ luật sư này kia, nhưng mình thấy là cũng chưa có một cái tiến triển gì mới trong cái vụ việc này cả. Trong khi đó thì người cô liên tục có những cái chiêu bài mới để mà đàn áp cũng như là răn đe, dùng những cái chiêu trò này kia để mà khống chế cái tư tưởng của em Vũ. Thì đó là những cái chiêu trò mà người cô này đang xài trong cái câu chuyện tranh nhà với em Vũ. Và mình có thể nói là đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn đang rất là lo lắng cho em Vũ luôn, chưa thể yên tâm được đâu. Người cô này thì đến bây giờ vẫn chưa chịu xuất hiện. Có những hiệp sĩ đã đến tận nhà người cô này rồi, gõ cửa muốn tìm gặp, nhưng người cô này vẫn tìm cách lẩn tránh. Lúc thì ở Hà Nội, lúc thì ở Sài Gòn, lúc thì ở miền Tây, không biết đâu mà lần có chú anh vậy. Và mình tin rằng là sẽ sớm thôi, có một cái đơn triệu tập từ công an, họ sẽ gửi đến nhà người cô này và yêu cầu người cô này phải ra mặt trình diện trước cơ quan pháp luật, chứ không thể nào lẩn trốn mãi được. Có thể là cộng đồng mạng lên tiếng người cô này không sợ, nhưng mình tin chắc một điều rằng người cô này không thể nào không sợ pháp luật được. Nên là khi mà có một cái đơn triệu tập từ cơ quan chức năng thì người cô này không thể lánh mặt được nữa, phải ra mặt thôi. Có thể nói là chúng ta đang được chứng kiến một cái câu chuyện tranh chấp nhà cũng khá là nan giải cho em Vũ. Mặc dù là em Vũ đang nắm trong tay cái di chúc có mộc đỏ của ông nội, nhưng gặp phải một người cô cũng quá là lương lẹo đi, quá là thủ đoạn, nên là cũng gặp khó rất là nhiều trong cái câu chuyện này. Mình cũng hy vọng thôi, hy vọng là luật sư của em Vũ, chú Ngọc và anh Nghĩa Trọng lúc nào cũng quyết liệt ha, để mà làm đến cùng với câu chuyện này, sớm đưa ra ánh sáng cái câu chuyện là người cô cướp căn nhà của em Vũ. Và bây giờ chỉ cần một cái cuộc đối chất thôi là sẽ rõ mọi thứ thôi. Người cô này chỉ cần ra mặt và nói lên cái ý kiến của mình là có trả nhà hay không. Mình cảm giác là chú Ngọc cũng không muốn làm lớn chuyện đâu cô chú anh vậy. Chỉ muốn là người cô này một cách hòa giải ra trả căn nhà lại thôi là xong, không cần pháp luật giải quyết gì cả. Nhưng có vẻ là người cô này không muốn như vậy. Thì cô này đang muốn dùng những cách khác để mà chơi với chú Ngọc trong cái vụ việc này. Và có thể là chú Ngọc sẽ có những cái lúc mà bất bình này kia, nhưng mà theo mình nghĩ thì chú Ngọc cứ nên bình tĩnh, cũng cứ làm từng bước thôi, đi theo luật sư hướng dẫn, chứ không nên manh động. Một số người thì khuyên em Vũ là cứ vào thẳng căn nhà ở thôi, rồi người cô sẽ tự khắc xuất hiện thôi. Nhưng mà theo mình nghĩ thì đó là một cách làm không đúng lắm nha mọi người, không đúng lắm và không hợp lý nữa. Lỡ đâu người ta muốn gà bẫy mình thì sao? Thì đó là một cái hành động gọi là mang tính sốc nổi, không nên. Cứ theo luật sư, bây giờ đã có luật sư rồi thì mình tin là chú Ngọc sẽ có những hướng đi đúng đắn trong câu chuyện này. Còn người cô thì mình cũng có một cái lời gửi đến là hãy tỉnh ngộ đi, hãy giác ngộ đi. Cái gì không phải là của mình thì mãi mãi là không phải của mình. Đừng có tham lam nữa, hãy trả căn nhà cho cháu của mình, đó là em Vũ, để em Vũ có một nơi tử tế để sinh sống. Dẫu biết là người cô này sẽ rất là tiếc tiền khi mà bây giờ đã bỏ ra mua rồi, nhưng mà giờ lại phải trả lại cho em Vũ. Nhưng đó là cái tình người trong câu chuyện này, không thể vì tiền mà đã mất tất cả được. Có thể là khán giả sẽ tha thứ cho người cô này nếu như người cô này chủ động trả lại căn nhà cũng như là tiền của em Vũ mấy lâu nay mà cô này đã cho thuê nhà. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem thử là cuối cùng câu chuyện này sẽ đi về đâu mọi người ha.